Vâng, xin chào mọi người. Trước mắt mình đây đang là hai dòng loa cùng thương hiệu Rosin. Có thể nói hai dòng loa này đang là mưa làm gió vào cuối năm 2019 để chúng ta đón Tết vào năm 2020. Và bên trái mình dòng loa W12 bass 3 tấc thùng gỗ. Bên phải là W15 Super bass 4 tấc thùng gỗ. Tại sao hai dòng loa này kích thước khác nhau như vậy nhưng mà giá của nó chỉ chênh nhau khoảng 500.000 thôi mọi người? Đó, và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh chi tiết. Và đương nhiên đây là hai dòng loa karaoke thì mình sẽ test âm thanh chi tiết ở cùng một điều kiện để mọi người có thể chọn được mẫu loa ưng ý nhất nhé. Vâng, và bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về một vòng ngoại hình nha. Đây, dòng loa này nặng 25 kg. Rồi, thùng gỗ 3 tấc. Rồi, đây là W15 Super. Mặt trước này, mặt bên đây là ngoài thân nha. Rồi, okay. Dòng này có tay kéo, tay sắt. Dòng này thì có kéo ở đây và tay bưng hai bên. Rồi, có hai chỗ cắm micro, bên đây thì không. Chức năng thì mọi thứ đều giống nhau đó. Mọi người muốn tìm hiểu về chức năng, mọi người có thể xem phần chi tiết review dòng này. Và đến ngày hôm nay thì mình sẽ test âm thanh là điều quan trọng nhất. Rồi, dòng loa này bình của nó là 12V, 12A. Bình là 12V, 14A. Nếu so về công suất mà nhà sản xuất công bố đó là cái này 500W. W12 là 500W, W15 Super là 700W, nghĩa là cái tỷ lệ của nó là 57. Còn cái công suất mà nhà sản xuất công bố là này cũng có thể ảo. Đó, thì chỉ là mình so sánh là công suất của cái này so với này khoảng 5 phần 7 phần, thì đó mình thấy ok là vì mình đã test thử rồi. Rồi, dòng loa này bass là 3 tấc từ 156 côn 50 chép 250. Dòng loa W15 Super từ 109 côn 75 chép 450. Đấy, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng test âm thanh chi tiết nhé. Đó là điều quan trọng nhất. Thì chúng ta thử thì như thế nào. Bây giờ mọi người hãy cùng nghe, mọi người hãy cùng đeo tai nghe vào và chúng ta cùng nhau trao đổi cái quan điểm của mình cũng như là cảm nhận của mình nhé. Bắt đầu. Đây. Chúng ta sẽ cùng test trong cùng một điều kiện. Đó là cùng một không gian nè. Rồi, cùng một cái điện thoại luôn. Đó, nhiều lúc mọi người để ý nha. Điện thoại Samsung và iPhone á có mỗi cái nó hợp với mỗi cái điện thoại khác nhau. Hợp với một cái hệ điều hành khác nhau thì nó cho âm thanh là to và tốt hơn nhé. Bây giờ mình thử cùng một cái điện thoại luôn. Cái tên của nó mọi người nè, tên của anh này á là Bluetooth này, còn tên của anh này á, tên Bluetooth của anh này là Rosin. Rồi, anh này là Bluetooth nha. Mình sẽ mở cùng một bài, sẽ mở nhạc phòng trà mọi người nghe thử nhé. Đầu tiên chúng ta mở âm lượng đó là 50% hết. Rồi, ok, nhạc phòng trà không lời này 50% nha. Này của kênh Xuân Khỏe Organ. Xóa cái này đi, hủy gấp đôi. Rồi, mở cùng bài đưa về thăm nha. Đầu tiên âm lượng 3 chép 50 luôn nha.
Rồi. Nghe thử âm công suất cái này nhỏ hơn nè. Lộn rồi. Cái này chưa kết nối, mình nhầm rồi. Mình tìm. Đây mình xóa cái này chứ, hủy cái đôi này. Rồi, rồi xin những cái này. Ok. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm cứ nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay. Đấy, mít này mít hát vô nó cũng như nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test một bài với nhạc rất ngắn thôi, không có tốn nhiều thời gian của mọi người đâu. Đó. Mình sẽ hát thử một khúc của bài Thay Tôi Yêu Cô Ấy nha, của anh Thanh Hưng. Thay Tôi Yêu Cô Ấy. Thay Tôi Yêu Cô Ấy karaoke. Rồi. Bích Nam nè, thầy yêu quý Bích Nam của anh Thanh Hưng nha. Alo, alo, alo. Tăng lại nha. Alo, alo, alo.
Alo, 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 đang vô cái này à? Không nhầm. Đây. Mất chuyên nghiệp chút. Alo, 1267. Tại vì cái nhạc mà đang kết nối với cái này thì mình phải mở cái này để mình hát. Alo, 67. Alo. Alo, 67. 67. Tìm cái Bluetooth này. Ủa, nhầm rồi. Nôn nóng quá. Thôi, nhấn này để cho nó kết nối. Rồi. Mới cùng bài luôn. Alo, alo, 671267. Alo, alo. Chém để chúng ta mở to không gian lớn ngoài trời thì nó sẽ
tốt hơn. Nhưng mà nếu mà ở phu nhân vừa thì hai này cũng xem nhau, không không có đáng kể nhiều. Nếu mọi người muốn trải nghiệm thanh chi tiết thì mọi người có thể đến địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mọi người muốn đặt hàng thì có thể liên hệ phần thông tin dưới, hotline để ở dưới nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người có những thắc mắc gì hãy comment phần luận dưới nhé. Xin cảm ơn.